cam cara ruột đỏ không hạt, có gì đặc biệt mà được mọi người săn đón? Cùng theo chân diện về vườn, khám phá, trải nghiệm, ăn quả tận cây và được các bác nông dân hướng dẫn cho cái cách chọn quả cam ngon và không bị khô đầu nha. Cái này là khô nè. Tại vì nó dài như vậy với lại cái trái này là nó mau lớn lắm. Theo lời chú nói á, là những quả cam mà khô đầu á, thì cái quả cam thường là có hình dáng dài quả. Đó, các bạn để ý chú cắt nè. Đó, thì các bạn thấy không, nó sẽ không có tròn ung ủng. Quả mà chú cắt á, các bạn để ý là cái quả nó rất là tròn, rất là đều và đẹp. Đó, trời ơi, một chùm ba trái luôn. Mỗi lần hái là phải đi lựa từng quả vậy đó cả nhà, nên thành ra là mọi người được ăn những cái quả mà tươi ngon nhất nha. Vườn này là vì hồi trồng đó, bây giờ là không sử dụng thuốc cỏ. Trái cũng không sử dụng. Và đây, tiết mục quan trọng nhất là cắt cam tại vườn. Trời ơi, các bạn để ý thấy không? Quả nó hơi nám nám nha, nhưng mà cắt ra rất là mọng, đỏ và rất là đẹp luôn. Cam cara ruột đỏ thì sẽ được trồng ở thị trấn Đờ Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, nơi mà luôn có khí hậu mát mẻ và cho ra những quả cam ngon nhất. Với hàm lượng vitamin C gấp 150% so với các loại cam khác, và đặc biệt là cái hàm lượng axit thấp hơn rất nhiều so với cam thường, nên thành ra là người đau dạ dày thì mình vẫn có thể ăn được cam này. Chính vì thế mà cam cara sẽ không có cái vị ngọt đậm đà như là cam xoàn. Nhưng khi mà ăn vào á, cái vị chua ngọt nhẹ nhàng, mọng nước và hương thơm đặc trưng mà mình ăn lần đầu mình cảm nhận rất là rõ và mình có thể nhớ hoài được cái vị. Một điều đặc biệt nữa là cam không hề có hạt. Trời ơi, các bạn nhìn tép cam nè, nó rất là mọng nước. Còn đối với ai mà thích ăn ngọt hơn á, thì các bạn có thể để 3-4 hôm cho cam nó xuống nước rồi mình sẽ ăn nha. Quá là nhiều dưỡng chất cho một chiếc cam đặc biệt này, thì bạn cũng có thể làm quà tặng dành cho người thân trong gia đình mình trong cái thời tiết giao mùa như thế này. Và mùa cam đến và đi cũng rất là nhanh. Cảm ơn các bạn đã xem video và hy vọng là các bạn có thể trải nghiệm được cái món cam đặc biệt này nha.